Bà Sa Đô Huy xin kính chào quý vị. Kính quý vị, Bà Sa Đô Huy đang ghi hình cho quý vị tại triển lãm Thái Thịnh, Kinh Môn, Hải Dương. Và hôm nay là ngày khai mạc quý vị nhé. Quý vị chiêm ngưỡng cái không khí ngày khai mạc. Mọi người đang đến ngắm cây khá đông quý vị ạ. Chào các bác nhé, các bác, các chú và các anh em nhé. Chào em nhá, chào Huy. Chào các anh nhá. Trong làng cây. Đang ngắm áo đẹp đấy nhỉ anh nhỉ? Nước nhỉ? Anh phải thay đổi cái này, nó là phong thủy. Phong thủy. Cái đó là phong thủy. Thay đổi như kiểu như cây đấy đúng không? Đấy. Nhìn cây này của bác Thịnh. Và chúng ta đang đứng ở cái tác phẩm của anh Thịnh quý vị nhá. Cây cổ quý vị ạ. Nguyên bản. Cây này mình muốn sở hữu lắm đấy, nhưng mà giá tổ nó chưa hợp lý. Đúng sở trường của chú đúng không? Đúng sở trường ơi, của em. Một cây cổ từ form dáng đến đường thân. Con này mà bác ấy cứ cây có nhiều cái nét hóa đặc biệt quý vị. Tay này em cũng mang về vườn đấy, nhưng mà bác bây giờ như bác của bác chưa còn đến tiền đấy sao ấy. Anh Thịnh ơi, những cái chốt đóng thấp nhỉ anh nhỉ? Cái cây này là nó trước này nó là cái tay tán, nhưng mà nó quá trình nó, thời gian nó hóa biến thành hóa thành thân nữa. Đây này, tay dây đóng rất thấp này, biến thành thân rồi này. Đấy, biến thành thân đấy. Đây là cái chốt bên này cũng thấp lắm này quý vị này, tất cả cái chốt trường đóng rất thấp này, chính cái chốt này cháy là nó mê đẹp này. Bạc trắng tình đời rồi nha. Dễ được về đẹp đẹp nhất chỗ này thế. Đấy, hóa đẹp này, ví dụ ở bên này hóa cũng đẹp này. Bên này cái này này có cái tử đẹp quá này. Trông như củ gừng. Đúng không? Tay 1 tay 2. Nhưng cây này một cái cổ đẹp của anh Thịnh. Cái này cao khoảng 1m2 đấy anh Thịnh nhỉ? Tầm 1m2 đấy. Một cây cổ ấn tượng của anh Thịnh. Vâng. Wow, đúng rồi. Các vị nhìn thấy thân méo hết rồi quý vị ạ. Bản gai. Quý vị nhìn thấy một cái tay đã chuyển thành thân rồi. Tất cả anh em nhà mình đâu tiền đâu rồi. Nghe cái giọng như nghe giọng chỉ cần đọc giọng thôi, chỉ cần chờ sổ đỏ ra. Chờ không mang ra. Chào tất cả các anh. Đây, anh Hùng trưởng ban tổ chức quý vị nhá. À, xin chào quý vị nhá. Chào anh nhá. Các quý vị khán giả nhá. Hôm nay là không khí ngày khai mạc quý vị ạ. Không khí khai mạc sướng. Và chúng ta đang đứng ở những cây cổ của anh Thịnh. Một cây cổ có những cái đường nét riêng và rất là dị. Cây này anh sở hữu lâu chưa anh Thịnh? Mua được sở hữu được 2 năm rồi. Cây vào chậu đá cổ quý vị nhé. Dạo này anh Thịnh cây nào cũng vào được chậu đá cổ nhỉ. Cây này cũng thế này. Sở thích là chậu đá cổ được. Với cây cổ sở thích rồi, nhưng mà phải có điều kiện nữa. Không có điều kiện thì nhiều người muốn như anh, nhưng mà phải có điều kiện kinh tế. Trước giờ là mình rất thích cây cổ và chậu cổ. Vâng, cây này của anh ấy thì không nói quý vị cũng biết là già rồi. Người hoành chiếp. Hóa đẹp nhỉ. Già. Cây này cũng phải cao tầm như vậy đấy quý vị ạ. Cũng 1m2 đấy quý vị ạ. Toàn cây cổ già thôi. Anh Thịnh đợt này mang đến mấy tác phẩm nhỉ? Đợt này tham gia với câu lạc bộ là 4 tác phẩm. 4 tác phẩm à? Ta sẽ đi ngắm từng tác phẩm của anh Thịnh nhé. Đây là cây chúng ta đang ngắm, cây thứ 2. Quá già. Anh ơi, những cây này của anh Thịnh thì cái độ già đã đủ tuổi chấm chưa? Non tí nữa đẹp. À, non tí nữa. Chê mỗi hơi già đúng không? Hơi già. Chậu đẹp sạch sẽ. Đúng chê rồi. Chê mỗi già thôi quý vị ạ. Đúng anh ấy chê mỗi già. Này là hàng đầu trong anh em thương mại rồi.
toàn cây quý xong rồi bẻ đá nữa. Gài góc kia. Gài góc. Cái này các anh ấy chê mũi già thì không nói thì quý vị cũng biết rồi. Già lắm. Form dáng cây tầm thước, cao khoảng 1m2. Cây cổ nguyên bản. Anh Thịnh thì một trong những nhà vườn sở hữu rất nhiều cây cổ. Và cây thứ ba của anh là cây này hả anh? Rồi, cây này. Một cây xanh Nam Điền dáng lão quý vị nhá. Cũng nguyên bản quý vị ạ. Quý vị nhìn thấy bóng tàn này, mịn tít rồi. Quá dài. Trắng như tuyết rồi. Yeah. Két này. Trắng như tuyết rồi quý vị ạ. Cái này anh mới sang chậu anh. Cái này trước đời trồng to, mới thay. À, mới thay chậu đá quý vị nhé. Cái này có lẽ là cái chiều cao thì cao khoảng cao hơn hai cây kia một chút. 1m3 đó quý vị ạ. Nhập tâm, không để tâm. Ta nói nhưng mà độc đi đâu không. Không chú tâm. Cái này quá đẹp, già. Giống cây vườn nhà bác không? Già đanh rồi. Cây thứ ba của anh Thịnh quý vị nhé. Nhà mình chỉ cần quá một cây xa, này nó cao xa. Có một cây cũng vinh thế rồi. Còn quá dài. Nhật dài. Cái rễ này, ui trời anh ơi, cái rễ cũng đã lớp địa y như thế này cơ mà. Ừ, kia cây của thằng Long ấy, rồi Thịnh ra xem một thằng Long có một cây đấy. Ừ. Dài lắm. Giờ anh vẫn tìm được những cái đồ già thế này. Ok, cái gì? Đại ca. Chào chú. Vâng, em cả. Chào chú nhá. Vâng ạ, chào chú. Và anh mang vừa bỏ 4 cây mà, cây nào nữa nhỉ? Kia một cây đó. À, thế thì sang đây ngắm tiếp một cây nữa đây anh ơi. Ngắm cây cổ. Vâng. Sao Đức Huy gặp anh Thịnh ở đây thì nhân tiện sẽ chia sẻ cho quý vị 4 tác phẩm của anh Thịnh. Và 3 tác phẩm thì Bó Sa Đô Huy đã chia sẻ rồi, còn một cây nữa. Toàn cây cổ đó quý vị ạ. Lại một cây cổ nữa này quý vị này. Quá già. Đường nét cũng khó chịu quá. Hàng cốt chậu. Ui quý vị ơi, quý vị nhìn thấy này. Quá già rồi. Lên tận ngọn này. Cây chất quá. Đây, mặt này nhìn ghê. À. Chúng ta ngắm từ bệ lên quý vị nhé. Bệ thích quá. Chỗ này nó chảy lên. Khô 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 kép. Mụn nổi lên rất nhiều này. Cái này thì khỏi phải nói rồi, quý vị cũng biết là rất rất già rồi. Cũng phải cao khoảng 1m2 đến 1m3 đấy anh Thịnh nhỉ. Tầm 1m2, 1m3 đấy quý vị ạ. 1m3 đấy quý vị ạ. Những cây cổ của anh Thịnh, cây cổ nguyên bản. Cái này nó để ngoài trong nó chưa được ăn nên là anh cũng mới mua về anh. Cái này mới mua được 3-4 ngày. À mới được 3-4 ngày thôi. Mua cái ra đây ngay. À. Cái này chưa đúng kịp thay chậu mà cũng chưa kịp sửa sang cái gì cả. Cái này thì đúng là cây bị bỏ đói, hơi đói. Có lấy được đâu. Nhìn hàng cột chậu thích quá quý vị này. Này khi mà chăm sóc cái thì cây một thời gian ngắn thì sẽ khác rất nhiều. Nhìn cây mỡ màng hơn, bóng tàn thì sẽ nếu mà đầy đủ ấy, bóng tàn cái mái này, bóng mái này anh ơi. Bóng mái này mà đầy đủ này thì nhìn cây ấm đẹp lắm. Hiện nay các bông đang đói, đang bị chỗ này thì bông phải phát triển thêm. Đói quá. Khô đét rồi quý vị ạ. Này về mình 1 năm đó. 1 năm thì những cây này lở lắm quý vị ạ. Cháu này sang năm thì nhìn cây này nó phải thay ra đổi thịt. Vâng.
Nhưng mà khả năng mặt này mặt chính anh Thịnh nhỉ? Mặt này này. Đây, nếu mà chơi thì... Đại ca, hai đại ca. Ốc giàng ấy. Ở đây làm chào các chú nhá. Vâng ạ. Một trong những nhà vườn tiêu biểu của Thái Nguyên. Vâng. Đấy, nhiều cây đang sở hữu năm ba ba đến 500 tác phẩm. Vâng. Chú muốn chào chú nhá. Đưa lên ở cái giới nào? Đưa lên nhà báo Đức Huy. Vâng vâng. Chào chú nhá. Bùi Giang với Quảng Thanh Thái Nguyên. Vâng ạ. Hôm nay cũng rất là phấn khởi và được sự mời. Lời mời của ban tổ chức và cũng sang đây là thăm cây cảnh. Vâng ạ. Đây là xã như là Thái Thịnh. Vâng ạ. Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Vâng ạ. Và cũng rất là đam mê cây cảnh. Cách đây mấy chục năm rồi. Và làm kinh tế về cây cảnh. Vâng. Hôm nay được sự mến mộ quay đến cái vườn cây cảnh này. Nó quá là quả nhiên là. Cái này là triển lãm chú ạ, chứ không phải vườn ạ. Đây là đến cây cảnh triển lãm của Thái Thịnh. Chào chào các chị nhá. Chào các cô các chị. Quý vị nhìn thấy các chị em ngày khai mạc. Trong cây mới ở đây đẹp, cây đẹp quá, nên là chị em phải ra ngắm. Vâng ạ. Ai đến đây cũng phải ngắm cái rừng cây này. Dạ vâng. Cây nó quá đẹp thì ai một cũng ngắm cái cảnh này. Chị đã một tượng. Chào tất cả các anh. Kính thưa quý vị, Bà Sa Đa Huy vừa gửi tới quý vị những tác phẩm của anh Thịnh. Có 4 cây cổ của anh Thịnh quý vị ạ. 4 cây cổ là 4 cái đường nét khác nhau, nhưng đều là cái cây rất già. Và đến đây thì Bà Sa Đa Huy xin phép quý vị được dừng lời đây. Xin được cảm ơn quý vị và chào tạm biệt quý vị. Và hẹn quý vị ở video tiếp theo. Cảm ơn quý vị rất nhiều.